Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 1, tại Hà Nội, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc kỳ họp bất thường thứ nhất theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 62 điểm cầu của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự kỳ họp tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Trung ương. Dự kỳ họp tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở ban ngành cấp tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung được cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng. Đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng cao nhất, làm cơ sở để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua, sớm ban hành các quyết sách đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kỳ họp lần này diễn ra trong những ngày đầu năm 2022, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 76 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, 6 tháng 1 năm 1946, 6 tháng 1 năm 2022. Cùng với sự thành công của kỳ họp lần thứ nhất và kỳ họp lần thứ hai vừa qua, những kết quả đạt được tại kỳ họp bất thường lần này sẽ góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, không chỉ trong năm 2022 mà còn cho cả nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025. Ngoài các dự thảo nghị quyết, dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu dự thảo các báo cáo, qua đó dự liệu những vấn đề lớn có thể phát sinh trong thời gian tới, hiến kế cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội những quyết sách, giải pháp cụ thể để Quốc hội ban hành nghị quyết chung của kỳ họp bất thường lần này. Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp đã trình bày trước Quốc hội 4 nội dung, gồm tờ trình về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự, và tờ trình về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Cũng trong phiên họp sáng nay, Quốc hội đã nghe chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự thảo các nội dung trên. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên thảo luận tại tổ và thảo luận trực tuyến dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, làm cơ sở để các cơ quan tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 11 tháng 1. Các đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hình thức điện tử để thông qua các nội dung đã bàn thảo, xem xét của kỳ họp lần này trong phiên bế mạc chiều ngày 11 tháng 1.